biết bao nhiêu con em trở thành thành cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, từ cấp huyện đến cấp trung ương, thậm chí có những vị làm cấp tướng, làm văn phòng thư ký bộ trưởng, rồi chủ tịch, phó chủ tịch huyện. Nói chung là, và trước nữa thì nhiều vị cũng đã làm là bên chính quyền cũng như bên đảng, bên coi như là tỉnh ấy, tỉnh cũng rất nhiều những vị. Đấy, về trong suốt trong những năm qua thì phải nói rằng cái trường Điền ấy thì đã là nhiều năm là tỉnh công nhận và Bộ Giáo dục công nhận là trường chuẩn quốc gia. Nói thật mà nói, cái trường đấy thì không riêng gì nhà nước đầu tư, và qua nhiều thế hệ mà là con em cũng như là các phụ huynh, các gia đình của con em ấy đã đóng góp cũng nhiều vào cái trường này. Cho nên chính vì thế cho nên cái trường này nó đầy đủ các tiện nghi phục vụ cho con em học tập. Đặc biệt là cái điểm mà học đấy thì nó là rất là trang nghiêm, sạch sẽ, và nhìn bóng cây râm rất là tốt, đang kiện.